với dàn nhạc giao hưởng. Ngay những cái ngày trước Tết thì cũng nhân dịp này mà Hồng Nhung được ra Hà Nội chơi thăm gia đình và làm việc cùng với dàn nhạc giao hưởng quốc gia trong vòng 4 ngày liền, cứ buổi sáng cho đến tối liên tục, vừa tập luyện này và vừa thu thanh. Cũng là lần đầu tiên Hồng Nhung sẽ đưa ra cái phong cách hát, gọi là phong cách hát nhạc kịch mà Hồng Nhung học được tại tại Anh Quốc, chưa bao giờ được thể hiện, lần này sẽ thể hiện. Cũng rất vui vì lần đầu tiên được có hai cái anh nghệ sĩ, nhạc sĩ mà quá uy tín và nổi tiếng mà hai anh cùng làm một chương trình cho mình, cho nên là mình cảm thấy vô cùng là chắc chân. Đó là anh Quốc Trung và anh Hoài Sa, một anh ngoài Bắc, một anh trong Nam. Lần đầu tiên được viết bài hát cùng với anh Dương Khắc Linh và Thanh Bùi. Cũng là lần đầu tiên kết hợp với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Lại là lần đầu tiên được làm việc với anh chỉ huy Lê Phi Phi đi từ Macedonia ở bên châu Âu về. Cho nên rất là nhiều cái lần đầu tiên để cho mình cảm thấy là hứng khởi hơn nhiều. Không phải là một cái gì mà mình đã làm nhiều lần, đây là cái mà mình làm đầu tiên. Cho nên rất hứng khởi, rất vui, mặc dù không kém phần là cũng nặng nhọc. Cá nhân mình nhưng có thấy là mình vẫn bị cái áp lực nào không? Bởi vì đây chắc chắn không phải là một dự án dễ. Vâng, đúng rồi. Mình mới nói là có khó khăn đấy, có cực đấy. Là bởi vì Vân biết rồi, Vân hay làm production như thế này, Vân biết là khi mà tập trung được khoảng 10 người một lúc thôi để làm một việc đã là khá là thử thách rồi. Tại vì mỗi người một hướng, mỗi người khó lắm. Còn đây khi mà chúng tôi tập hợp lại với nhau thì gần 100 con người làm việc cùng với nhau, riêng dàn nhạc giao hưởng cả 60 người rồi, rồi sẽ phải kết hợp cùng với dàn nhạc điện tử này, rồi có các anh làm về chuyên môn, chuyên gia, rồi đến những người làm kỹ thuật đấy, cho nên tất cả vào là cả gần 100 con người. Chỉ nói đến thế đã đủ thấy là thử thách rồi, vô cùng là khó khăn. Chúng tôi thu cùng một lúc chứ không thu giống như là nhạc nhẹ thì mình có thể thu, gọi là thu riêng từ nhạc cụ, nhưng đây tất cả thu cùng một lúc, cho nên nếu một người có một lỗi nhỏ hoặc là một người một cái nốt nó hơi không có đúng ấy, mà tai của cái ông chỉ huy Lê Phi Phi thì ghê gớm lắm, cái tai nhạy vô cùng, mình chưa nghe thấy thì anh đã nghe thấy trước rồi, thì chỉ cần một chút hơi chênh chưa, tức là chuẩn lắm nhưng mà vẫn cần chỉnh ấy, là ông chỉnh ngay, thì lúc đó tất cả phải dừng lại. Hoặc có lắm lúc rất buồn cười, đến đoạn cuối rồi vô cùng căng thẳng rồi, chơi rất là hay rồi, thì đúng cái đoạn đấy cái anh chơi đàn đã anh xong rồi, thì anh ấy ngồi lại này cái, thì cái ghế nó kêu két một cái là thôi tất cả dừng lại. Cho nên vô cùng căng thẳng, nhưng mà sau 4 ngày làm việc thì cái kết quả khi nghe lại âm nhạc mà mình thu được ấy, thì cảm thấy là thôi cũng đáng cái công. Kế hoạch để làm cùng nhau, cái chương trình nhạc điện tử là cùng với anh Quốc Trung là thực ra là
đã chuẩn bị cách đây 2 năm, đáng nhẽ phải ra từ năm ngoái, nhưng mà anh Trung là người nổi tiếng là chậm, tất nhiên chậm chắc cho nên là bị dồn đến năm nay, vì thế nên nó mới gối đầu lên cùng với chương trình giao hưởng này. Và như thế thì làm cho mình là có vất vả hơn về mặt thời gian. Tuy nhiên là cũng có cái hay là bởi vì khi mà mình bị thử thách rất nhiều thì cái con người mình dường như là nó nhanh nhạy hơn. Khi mà ép vào cái trường hợp là phải làm việc nhiều thì tự nhiên mình lại cái năng lượng mình lại lên gấp bội. Cho nên không có vấn đề gì hết. Vấn đề là cuối cùng vẫn là cái bài hát, cái tác phẩm mà thu xong khi mình nghe lại mình cảm thấy thế nào. Thì cho đến nay thì từ những người producer cho đến music director cho đến ca sĩ thì đều thấy rằng là âm nhạc có cái nó gọi là âm thanh nó nghe rất là mở, rất là rộng và rất là cảm xúc. Thì như vậy thì chúng tôi cũng rất là vui rồi. Trong cái dự án mà hát nhạc kịch á, thì tôi được biết là Hồng Nhung có hát một cái bài mà trước đây cũng hát trong phim Người Mỹ Trầm Lặng. À đúng rồi. Cái chuyện đó cũng vui là khi mà Nhung hát khi được sang Glasgow để thu nhạc phim cho Người Mỹ Trầm Lặng, thì ông Craig Armstrong, người đã từng 2 lần Oscar về nhạc phim, ông lần đầu tiên gặp một cô ca sĩ Việt Nam, thì ông rất là quý và ông nói thôi bây giờ có cảm hứng rồi, ngồi lại đây chúng ta cùng viết một bài hát chơi. Và ông ngồi ông viết bài Nothing in This World và Hồng Nhung viết luôn cái lời Việt, và hai người thu luôn. Khi thu xong thì gọi điện từ bên Anh sang Mỹ cho ông đạo diễn là Philip Noyce, nói ông nghe đi. Philip nghe thích quá và nói rằng chọn luôn bài này trở thành theme song của phim. Tức là một chuyện cũng rất là ngẫu nhiên. Tuy nhiên bài hát được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, được thể hiện ở trong phim, nhưng cũng chưa bao giờ được ra mắt với khán thính giả ở Việt Nam. Cho nên lần này cùng với được sự đồng ý của ông Craig thì và nhạc giao hưởng Việt Nam chơi lại bài hát đó, và Hồng Nhung lần đầu tiên sẽ ra mắt. Cũng kể lại được một cái kỷ niệm vui, và một phần cũng muốn làm điều đó bởi vì khi có một bài hát hay thì mình tất nhiên là mình muốn khán giả của mình được nghe.